Mbappé muốn rời PSG trong tháng 1 năm 2023. Theo kênh RMC, tiền đạo Kylian Mbappé cảm thấy bị PSG phản bội và muốn rời Paris dù ký hợp đồng mới hơn 4 tháng. Trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2022 mở cửa, Mbappé gia hạn với PSG theo hợp đồng đến năm 2025 với lương tuần 815.000 đô la Mỹ và trở thành cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới. Nhưng chưa đầy nửa năm, tiền đạo Pháp đã đổ vỡ mối quan hệ với chủ sân Parc des Princes. Theo kênh phát thanh Pháp RMC, tiền đạo 23 tuổi cảm thấy bị phản bội khi ban lãnh đạo PSG không làm đúng lời hứa. Trong hợp đồng mới, PSG được cho là cam kết để Mbappé làm chủ dự án thể thao của câu lạc bộ, gồm việc được phép đề bạt mua và bán cầu thủ ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Từ Tây Ban Nha, tờ Marca tiết lộ Mbappé thậm chí đòi rời PSG từ tháng 7, tức 2 tháng sau khi ký hợp đồng mới. Lúc đó, PSG đồng ý để tiền đạo Pháp tìm bến đỗ mới, miễn là không phải Real. Liverpool từng mở đàm phán với câu lạc bộ thành Paris, nhưng thương vụ không được thông qua. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác thực tình hình rắc rối hiện tại ở đội bóng Pháp, nhưng khẳng định PSG không có ý định bán Mbappé vào tháng 1 năm 2023. Đội chủ sân Parc des Princes cảm thấy tiền đạo 23 tuổi chỉ muốn gây áp lực lên ban lãnh đạo. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, Mbappé được cho muốn PSG mua trung phong cắm, nhưng bất thành. DKV Delic một khi đó hỏi giản lực Asca Macca, nhưng không chấp nhận trả 52 triệu đô la Mỹ theo yêu cầu của Sassuolo. Tiền đạo Italy sau đó gia nhập West Ham và ghi 6 bàn qua 12 trận trên mọi đấu trường. PSG cũng phớt lờ yêu cầu của Mbappé về việc bán Neymar. Bộ đôi ngôi sao này được cho rạn nứt quan hệ sau khi tranh đá penalty ở trận thắng Montpellier năm 2 ngày 13 tháng 8. Không giành được quyền sút, Mbappé không đến chia vui khi Neymar thực hiện thành công. Sau trận, tiền đạo Brazil đã nhấn thích một loạt bài đăng trên Twitter có nội dung chỉ trích Mbappé. Ở trận giao hữu Brazil thắng Ghana 3-0 ngày 23 tháng 9, Neymar thậm chí cười nhếch mép rồi bỏ cuộc phỏng vấn khi được hỏi về quan hệ với tiền đạo đàn em ở PSG. Đến trận hòa 0-0 trên sân Reims ở vòng 10 League 1 hôm 8 tháng 10, Mbappé đã công khai chỉ trích chiến thuật huấn luyện viên Christophe Galtier. Trận này, huấn luyện viên Pháp để anh hợp với tân binh Carlos Soler và Pablo Sarabia tạo thành bộ ba trên hàng công, trong khi Neymar dự bị, còn Messi vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Sau trận, Galtier nói Mbappé giống đứa trẻ mồ côi khi không đá cùng hai tiền đạo đàn anh. Tiền đạo Pháp thì đăng tải lên Instagram bức ảnh của mình với hashtag pivotgang.